Coi cháu nhà nhất gì nhỉ. Mà lại chịu cái cuộn này. Coi trống. Trống quá ghê, sợ thật. Trống này cần gì coi nó phi nhờ. Trống này được không? Trống này quá khủng khiếp. Toàn cảnh bồi đổ san này các bạn này. Đây vòi rồng đây. Cái vòi rồng xa quá không tới được các bạn nhé. Đâm ra là nó hơi dài đấy. Đi xuống nhà đi.
cây cột cái này. Quá ok, quá đẳng cấp luôn. Đấy các bạn nhìn. Còn phía đây là bếp. Bếp này, dàn nước này. Đây cầu thang. Cầu thang vừa lên nhà vừa lên bếp luôn. Đấy, đây này. Bếp này. Dàn nước này. Chỗ rửa ráy chân tay. À, có tiếng bê tông vào rồi các bạn ơi, có tiếng xe bê tông vào rồi nhá. Thì tí nữa là Chiến sẽ quay nhiều thêm cho các bạn chiêm ngưỡng, tham khảo. Đấy, trốn hai cái cột cái này các bạn. Nhà quá thoáng, quá rộng luôn. Đây, bây giờ bắt đầu là xe bơm vào rồi này các bạn này. Ok các bạn nhá. Vâng, cảm ơn chú nhỏ. Báo cáo các bác là anh em tôi đã thành công đổ cái sàn nhà cho nhà, gia đình nhà em Như Quyết. Đã thành công tốt đẹp. Bây giờ đang ở cái căn nhà sàn gỗ cũ của nhà em, hai vợ chồng nhà em nó đây. Các bác nào có nhu cầu liên hệ mua nhà sàn cũ thì thông qua video này sẽ đặt giá luôn nha. Ngỏ ý có vài chục triệu thôi. Bán để thanh lý để lên nhà sàn bê tông ở đây các bác nhá. Đấy, còn đây là các chú canh đến giúp này. Con mời các chú nhá, mời các anh nhá. Thôi, đây anh em đội thợ, anh em hàng xóm láng giềng đến đỡ đây. À, đây, cỗ khá là tươi. Thịt gà, măng, đầy đủ giò. Mời bên kia nhá. Bắt đầu đi nào. Bà Lan lên đây đi chứ. Ô, quên mất thằng Đức. Lên đi Đức ơi. Quang nó không xuống rồi. Nó bận. Đức ở. Đây là cô nhỏ. Nằm nhà luôn vậy.